Ngày 18 tháng 3, Công an tỉnh Long An cho biết đang điều tra, truy xét đối tượng dùng súng ngắn bắn vào một cửa hàng trên địa bàn thành phố Tân An. Theo thông tin ban đầu, lúc 17 giờ 11 phút ngày 17 tháng 3, có 5 thanh niên đi xe máy đến trước một cửa hàng trên đường Trần Phong Sắc, phường 4, thành phố Tân An. Sau đó, hai thanh niên bước vào cửa hàng. Ngay lập tức, một trong hai thanh niên mặc áo đen, tay cầm vật màu đen giống khẩu súng ngắn, chỉ thẳng vào trong cửa hàng. Lúc này, những người đi cùng đã đẩy thanh niên mặc áo đen ra phía ngoài đường, nhưng thanh niên áo đen đã bóp cò. Thấy vậy, những thanh niên đi cùng còn lại can ngăn và tất cả rời đi sau đó. Vụ việc đã được camera ghi lại, không ai bị thương.